Từ nhiều ngày nay, bà Trần Thị Lòng trú tại phường 5, quận 8 dành nhiều thời gian đến chùa Long Hoa để làm đèn hoa đăng chuẩn bị cho lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do đại dịch Covid-19. Không may có chồng qua đời trong đợt dịch vừa rồi, bà Lòng thấu hiểu được sự mất mát to lớn của những người chung cảnh ngộ. Cô cũng nghĩ là cái số của ảnh là đám tang không có được là trang trọng như những đám khác. Nhưng mà hôm nay ở chùa tổ chức làm đám tang là cũng như là tập thể mà. Thì cô cũng được vinh hạnh mà được mời tới đây để chứng kiến. Nỗi đau tột cùng khi nhiều người đến lúc nhắm mắt xuôi tay, không có thân nhân bên cạnh, không có một lời trăn trối. Từng đóa hoa đăng được thắp lên như liều thuốc tinh thần giúp xoa dịu nỗi đau, an ủi và gửi niệm lành đến người sống, hướng nguyện đến người mất được về cõi tịnh độ. Phường muốn mong muốn là một gia đình đã có người thân mất vì Covid đến đây muốn gửi một lời cầu nguyện cho người anh của tôi và hơn 17.000 người có người thân bị mất ở thành phố Hồ Chí Minh và hơn 23.000 người mất ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam chúng ta. Những người còn lại nén nỗi đau thương, nén đi nỗi đau, vượt qua khó khăn để chúng ta trở lại một cuộc sống bình thường. Thì qua cái điểm cầu tâm linh này thì mọi người được hướng tâm về chùa để mà dự một cái lễ cầu siêu quốc gia này thì rất là ý nghĩa và rất là mang cái tính chất nhân văn. Không phải ai đến thả hoa đăng cũng đều có người thân ra đi vì Covid-19. Nhiều người may mắn hơn, gia đình còn đầy đủ, trọn vẹn. Họ đến với tâm nguyện chia sẻ, cảm thông như chính tinh thần người Việt bao đời vẫn thế, dìu nhau đứng dậy trong đau thương. Thì mình cũng tham gia để cùng với mọi người góp cái lời kinh vào để tưởng niệm các vị các những người không may xấu số đã vì cái đại dịch mà mất đi. Thì mình mong muốn rằng là mọi người sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, chia sẻ và đồng cảm với những bệnh nhân bị Covid nhiều hơn thay vì là xa lánh họ vào cái thời khắc này. Từng chiếc đèn hoa đăng nối dài trên dòng sông Nhiêu Lộc, Thị Nghè, mỗi ngọn đèn mang theo ánh sáng, chỉ rõ con đường hướng về phía trước để hy vọng ấm lòng người đi, an tâm người ở lại.